Mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Vấn đề đầu tiên mình muốn nói ngày hôm nay đấy là có rất nhiều bạn đã hỏi mình là tại sao trước khi bắt đầu video mình luôn nói là chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì lý do rất đơn giản, đấy là mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau từ 1 đến 2 lần thôi. Và mỗi lần thì chỉ có từ 10 đến 15 phút thôi. Nên là mình muốn biết chắc chắn là nếu mọi người bỏ thời gian ra xem video của mình thì mọi người sẽ cảm thấy được chào đón ở trong channel của mình. Thì đấy chính là lý do tại sao mà mình lại nói câu đấy. Và thực ra mình không phải giải thích nhưng mà có nhiều người hỏi quá nên là... Quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay thì trong video những sản phẩm yêu thích tháng 10 của mình thì mình đã nói là mình sẽ làm một video để nói về những kem che khuyết điểm mà mình đã từng dùng. Và đấy chính là nội dung của video ngày hôm nay. Ở đây thì mình có tổng cộng là 10 loại kem che khuyết điểm. Và có những loại thì mình đã mua từ rất là lâu rồi và đáng lẽ phải vứt đi rồi, đến bây giờ mình vẫn không dùng nữa. Nhưng mình biết là sẽ có ngày mình làm video này nên mình vẫn giữ lại để có thể review cho mọi người được. Hồi mình bắt đầu học trang điểm ấy thì cái đầu tiên mà mình mua chính là kem che khuyết điểm. Bởi vì hồi đấy mặt mình rất là nhiều mụn và chỉ có kem che khuyết điểm thì mới che được hết thôi. Hồi đấy không thích dùng foundation, không thích dùng cái gì đâu mà chỉ dùng kem che khuyết điểm thôi. Và đến bây giờ thì bộ sưu tập đã khá là nhiều rồi. Xem nào, để bắt đầu với cái gì trước. Mình sẽ bắt đầu với cả kem che khuyết điểm của em Michelle Phan. Cái này gọi là The Great Cover Up. Kem che khuyết điểm này thì cũng là thứ đầu tiên mình mua ở trong dòng của chị Michelle Phan này. Và vấn đề đầu tiên đấy là cái này rất khó để chọn màu bởi vì nó chỉ bán online thôi. Khi mình mua online thì có thể nhìn ở trên trang web nó một kiểu mà khi nhìn lên da mình nó lại một kiểu ấy thì rất là khó. Tuy nhiên là hồi đấy mình nhớ thì là mình cũng chọn được đúng cái màu mà mình muốn. Một nhược điểm của cái này đấy là ở trên vỏ ấy nó không hề có là cái này là màu số bao nhiêu hoặc là shade gì, nó kiểu không có một cái gì luôn. Nên bây giờ mình nhìn lại mình không biết cái này là gọi là màu gì. Ưu điểm của kem che khuyết điểm này đấy là nó rất là dày, nên là mỗi khi mà mình lấy ra ấy, mình phải để vào một đầu ngón tay, sau đấy xoa đều lại với nhau rồi mới apply lên trên mặt. Bởi vì nó cực kỳ dày luôn ấy, nếu mà cho hẳn một cục lên trên mặt thì nó cứ kiểu bị dày quá ấy, tán mãi không xong. Thì đấy vừa là ưu điểm mà lại vừa là một nhược điểm. Cái này nó không làm cho da mình bị khô, tuy nhiên là nó không giữ được ở trên mặt quá lâu. Khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi là cái vết mụn hay là vết thâm mụn của mình nó đã lộ ra hết rồi. Cái này bởi vì mình mua lâu rồi nên là đến bây giờ khi mà mình bóp ra ấy thì nó kiểu bị kiểu dạng nước ấy, mình không hiểu tại sao, chắc là nó hết hạn rồi. Mình không dùng cái này cũng từ lâu lắm rồi. Và nếu mọi người hỏi mình là có nên mua cái này hay không thì câu trả lời của mình là không. Bởi vì với cùng một số tiền thì mình nghĩ mọi người có thể mua được một cái loại kem che khuyết điểm tốt hơn. Mình sẽ để giá tiền của cái này ở xung quanh đâu đấy trên màn hình này để cho mọi người có thể nhìn thấy nhá. Mình... Sao không lấy ra được, nó bị tắc ở trong này. Loại thứ hai mình có ở đây là một loại kem che khuyết điểm của NYX. Cái này là NYX HD Concealer. Khi mà mình mua cái này thì mình bị mua màu quá sáng, màu của mình là màu 01. Kiểu nó kiểu trắng xóa luôn ấy. Một nhược điểm của cái này đấy là nó khá dày nên là khi mà tán ấy thì rất là khó. Bởi vì kiểu ngồi mãi 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 mới tán được ra ấy. Nhưng một ưu điểm đấy là nó giữ ở trên mắt rất là lâu. Nếu mọi người mua đúng màu, tốt nhất là đừng mua màu 01 nhé. Bởi vì cái này kể cả các bạn da trắng ở bên này có khi vẫn còn bị trắng quá ấy. Nên là nếu mọi người tìm cho mình một dòng kem che khuyết điểm của drugstore thì mọi người nên thử cái NYX HD này. Mỗi tội là đừng dùng quá nhiều nhé, chỉ cần một ít thôi bởi vì nó rất là dày. Tiếp theo mình có ở đây là Maybelline Instant Age Rewind. Cái này thì chắc chắn mình không phải nói nhiều nữa rồi, bởi vì hầu như trong tất cả những cái video trang điểm của mình thì mình đều sử dụng cái này. Từ hồi mình mua cái này thì mình không còn muốn tìm kiếm một loại kem che khuyết điểm nào cho mắt nữa, bởi vì cái này nó kiểu 100% hoàn hảo luôn. Không gì có thể so sánh được với cái loại kem che khuyết điểm này dành cho mắt. Bởi vì cái màu của nó mình dùng ở đây là màu light thì nó rất phù hợp cho cái vùng ở dưới mắt như thế này, nó không bị quá trắng mà nó chỉ sáng vừa phải thôi. Và khi mà tán ra ấy, nếu mọi người dùng beauty blender hoặc kể cả dùng tay thì nó cực kỳ dễ tán. Và một điều đặc biệt nữa đấy là khi mà dùng cái này ở trên mắt ấy, thì nó sẽ không có cái hiện tượng là khoảng một vài tiếng sau thì mặt mình nó sẽ bị cái vết kiểu kem che khuyết điểm nó đọng lại ở cái nếp nhăn mắt này này. Thì cái này hoàn toàn không có cái chuyện đấy. Kiểu cực kỳ tốt luôn ấy, nhất là cái đầu này này. Mình rất thích dùng cái đầu này mỗi khi dùng như kiểu là đang massage mắt ấy. Và mình chắc chắn là nếu mọi người xem tất cả những cái beauty guru ở trên YouTube này thì không ai là không từng dùng qua cái kem che khuyết điểm này cả. Và cái này cũng là dòng drugstore nữa nên là giá tiền của nó thì cực kỳ hợp lý. Kem che khuyết điểm thứ tư mà mình có ở đây là Maybelline Fit Me Concealer. Nói đến cái kem che khuyết điểm này thì có rất nhiều người khen mà cũng có rất nhiều người chê.
Lý do vì sao mình mua cái kem che khuyết điểm này, bởi vì mình đã nghe rất nhiều người nói là cái này có thể là dupe của NARS Radiant Creamy Concealer. Và mình khi mà mình mua cái này thì mình kiểu mình tự nhiên tiết kiệm được một đống tiền ấy, xong rồi chỉ phải mua cái này chỉ có vài đô thôi, trong khi cái NARS kia tận hơn 20 đô. Thì mình nghĩ là cái này cũng có packaging y hệt mà cái kết quả là cũng y hệt. Nhưng mà cho đến khi dùng cái này thì mình vẫn không hiểu tại sao mọi người lại có thể khen cái kem che khuyết điểm này được, bởi vì mình thấy nó không có cái gì giống với cả NARS Radiant Creamy Concealer cả, nó hoàn toàn khác. Chỉ có cái packaging là cực kỳ giống. Hai cái này nhìn cực kỳ giống nhau, nhưng mà thật sự là cái chất kem bên trong ấy thì không hề giống một chút nào cả. Cái kem che khuyết điểm này lúc mình mới mua thì mình muốn dùng ở dưới mắt, nên là màu của mình chọn ở đây là màu light. Tức là một màu sáng hơn so với tông da của mình. Nhưng mà khi dùng chỉ khoảng 1 tiếng sau, hoặc là 2 tiếng, hoặc kể cả nhiều khi nhá, chỉ vừa mới apply xong ấy, chỉ nhìn lên nhìn xuống một lúc thôi, nó đã bị một đống cái phần nó đi vào trong cái phần nếp nhăn ở dưới mắt rồi. Nên là mình không nghĩ là cái này nó thực sự giống với cả cái NARS kia. Và khi mà dùng cái này ở trên cái phần mụn ấy thì nó cũng không giữ được ở trên mặt quá lâu. Nên nếu mọi người nói hai cái này là dupe thì mình hoàn toàn bác bỏ cái điều đấy, bởi vì nó không thể giống với các cái NARS này được. Vừa mới nói đến Maybelline Fit Me xong thì bây giờ mình sẽ nói đến NARS Radiant Creamy Concealer. Thì như mình đã nói trong video những sản phẩm yêu thích tháng 10, thì cái này nó đã đưa cuộc cách mạng concealer của mình lên một tầm cao mới, bởi vì nó cực kỳ tốt luôn. Mình chưa dùng một cái kem che khuyết điểm nào tốt như thế này, kiểu nó che được hết tất cả những khuyết điểm trên mặt mình. Nó không làm cho những cái phần mụn hay là những cái phần gì của mình bị khô. Và mình biết là với cái chất kem như thế này, nếu mọi người mua một cái tông sáng hơn da của mình ấy, thì mọi người hoàn toàn có thể dùng được ở dưới mắt mà nó sẽ không bị đi vào trong cái nếp nhăn, hay là không bị làm cho mắt mình quá khô. Cái này thực sự là rất là đắt, nhưng mà mình nói thật là kem che khuyết điểm mọi người có thể dùng được một thời gian rất là dài. Nên là mọi người nếu đầu tư được thì hãy mua cái kem che khuyết điểm này. Màu của mình dùng ở đây là màu medium custard. Mình có thể dùng được cả vanilla, có thể dùng cả custard, nên là mọi người nếu mà cùng một cái tông da với mình ấy thì mọi người có thể chọn một trong hai màu đấy. Thì bây giờ em này đang là một trong những em mà mình yêu thích nhất từ trước đến giờ. Tiếp theo mình muốn nói đến là một loại kem che khuyết điểm của Rimmel London. Cái này là Rimmel London Match Perfect 2-in-1 Concealer and Highlighter. Thì cái này mình mua chủ yếu là để phục vụ cho cái video thử thách make up với 20 đô ấy. Bởi vì cái này nó rất là rẻ, mình không nhớ cái này bao nhiêu tiền, hình như 4 đô à, hay là 3 đô à, mình không nhớ rõ lắm. Nhưng mà mình sẽ để hết giá hoặc là nơi mua ở dưới description box để cho mọi người có thể đi mua nhá. Thì cái này nói là 2 trong 1, tức là nó vừa là kem che khuyết điểm mà vừa có thể highlight luôn. Nên nếu bạn này đang tìm cho mình một cái kem che khuyết điểm mà có thể đánh ở vùng dưới mắt ấy, thì có thể mua cái này. Cái này giá nó rất là rẻ nhưng mà nó không hề tồi một chút nào cả. Nó không phải là một cái concealer kiểu xuất sắc nhất quả đất ở trong drugstore, nhưng mà nó không tồi một chút nào. Khi mà mình dùng cái này thì ưu điểm đầu tiên đấy là tán rất là dễ. Nó cực kỳ mỏng nhẹ thôi chứ nó không bị dày một chút nào cả. Nên là khi tán thì kể cả dùng ngón tay hay dùng beauty blender thì cũng rất là dễ. Nó không bám chắc như là cái Maybelline Instant Age Rewind, nhưng mà nó cũng có tác dụng rất là tốt. Nếu để so sánh hai cái này với nhau, bởi vì nó cùng là drugstore, thì mình vẫn chọn cái này. Loại tiếp theo mình có ở đây là một loại kem che khuyết điểm của Benefit, và cái này là Fake Up. Khi mà mình mua cái này ấy thì mình muốn tìm cho da mình một cái loại nào đấy mà nó có thể vừa che khuyết điểm mà vừa dưỡng ẩm, bởi vì hồi đấy da mình đang bị mụn ấy, thì da rất là khô bởi vì dùng rất nhiều những loại kem trị mụn khác nhau. Thì khi mà mình đi vào ấy, thì người ta hướng dẫn cho mình là mua cái loại này ở trong Sephora. Bởi vì mọi người có thể nhìn thấy là cái hình tròn ở ngoài này này thì nó là một loại kem dưỡng ẩm, còn ở trong này cái lõi này thì nó mới là kem che khuyết điểm. Thì ưu điểm của cái này đấy là nó làm cho da mình được dưỡng ẩm cực kỳ tốt, sẽ không cảm giác là bị bong chóc hay là bị nổi mẩn ấy. Nhưng bởi vì nó quá là dưỡng ẩm nên là nó không giữ được ở trên da một chút nào cả. Khi mà mình dùng ấy thì chỉ kiểu khoảng 30 phút sau ấy, nó đã trôi hết rồi. Mà nhất là đối với những bạn nào mà hay quên ấy, lấy tay rồi các thứ, hoặc là mặc quần áo các thứ nó quệt vào ấy, chỉ cần một quệt thôi là cái này nó sẽ trôi đi hết, nó không còn lại một cái gì cả. Nên nếu mọi người hỏi mình là có nên mua cái kem che khuyết điểm này không, thì câu trả lời chắc chắn của mình là không. Không nên mua cái kem che khuyết điểm này, bởi vì nó
rất là tồi. Và so với cả cái số tiền là mình bỏ ra ấy, mình nhớ cái này là khoảng 20 mấy đô ấy, thì nó không đáng một chút nào cả. Và mình cũng dùng được gần hết rồi, và đến bây giờ cái này nó cũng hết hạn rồi, bây giờ mình không dùng nữa. Sau cái video này thì mình sẽ đem đi cho sở rác. Cái theo khuyết điểm tiếp theo là loại của Make Up For Ever. Cái này là Make Up For Ever Full Cover Extreme Camouflage Cream. Và cái này là một trong những sản phẩm mà mình thích nhất từ trước đến giờ. Trước khi mà tìm thấy cái em NARS này thì cái này vẫn là số 1. Và đến bây giờ thì mình vẫn thấy cái này cũng là số 1, nhưng mà kiểu 1.5 rồi đấy. Thì cái này ưu điểm của nó là gì? À, đối với những bạn mà muốn dùng kem che khuyết điểm dành cho mắt ấy, thì mình nghĩ cái này nó sẽ không phù hợp lắm, bởi vì nó hơi bị quá dày ấy. Nhưng mà đối với những bạn mà muốn che mụn thì mình khuyên chân thành là nên thử cái này. Cái này hồi Việt Nam mình đi vào trong Vincom thì phải, mình có hỏi cái chị bán hàng ấy, thì chị nói là cái này tầm 900 mà hay là 950 gì đấy, nó rất là đắt. Nhưng mà một cái tuýp này mình đã dùng được rất là lâu rồi, bởi vì mỗi khi mọi người dùng ấy thì chỉ cần một tí tẹo tèo teo thôi, và mọi người chấm dần dần vào các chỗ bị thâm ấy, thì nó kiểu che hết sạch xanh xanh luôn. Và một cái nữa cực kỳ quan trọng đấy là nó là waterproof, nó có chống thấm nước, nên là khi mọi người đi trời mưa hoặc là trời nóng mồ hôi, hoặc là mọi người hay kiểu quen tay rồi quẹt nọ quẹt kia ấy, thì cái này nó không bị bong ra quá nhanh. Mình dùng cái này đi từ sáng đến tối, mặt vẫn còn nguyên, không bị xê dịch một chút nào cả. Một cái này là 15ml, dùng được cực kỳ lâu, mình thế mọi người luôn. Tại vì bây giờ mình cũng không biết là mình dùng được đến đâu rồi, nhưng mà kiểu dùng mãi không hết, dùng đến phát sốt ruột luôn thôi ấy. Thì đấy là cái Make Up For Ever Full Cover này. Cái cuối cùng mình có ở đây là kem che khuyết điểm của Tarte. Cái này gọi là Tarte Maracuja Acrylic Concealer. Mình không biết cái này có phải đọc đúng không? Maracuja. Thì cái này mình xem được ở trong video của Lee, cái mà mang gì khi đi du lịch ấy. Thì mình nhìn thấy Lee có cái này, và Lee nói là cái này dùng chỉ cần mỗi lần chỉ cần lấy một tí thôi là nó có thể che được hết. Thì cái này mình cũng mới mua được khoảng một tuần gần đây thôi, mới dùng được có 2 lần, nên là có thể những review của mình về cái này nó chưa chắc chắn là đúng lắm. Nhưng mà mình sẽ nói là ấn tượng ban đầu của mình, hoặc là 2 lần mình dùng thì nó như thế nào. Cái đầu tiên đấy là nó cực kỳ dày luôn, kiểu mình phải bóp mãi một lúc ấy nó mới ra, xong rồi mà kiểu để trên tay ấy phải tán rất là lâu thì nó mới tán ra được, kiểu nhìn nó nhẹ nhẹ một chút. Nếu mà mọi người tán thẳng mặt ấy thì nó rất là dày. Cái này nó gợi ý cho mình giống kiểu cái em Shafa này này, là mọi người phải dùng 2 ngón tay chạm vào với nhau ấy để cho nó ấm cái sản phẩm lên đã, rồi hãng dùng ở trên mặt, bởi vì khi mà không ấy thì cái này nó cực kỳ dày luôn. À, nếu mà nói về độ che phủ thì mình mới dùng được 2 lần và mình cảm thấy là nó không che phủ được nhiều lắm. Kiểu khi mình tán ra ấy thì một lúc sau nó tan ra hết, nó không kiểu giữ được ở trên mặt quá lâu đâu. Ở đây nó có nói là chrysalis, tức là nó sẽ không bị trôi đi quá nhanh. Nhưng mà mình không nói là bị trôi quá nhanh, mình nói là khi mà mình bắt đầu tán ra ấy thì nó không che được mấy. Và có một điều đấy là mỗi loại kem che khuyết điểm thì có thể mọi người phải sử dụng một dụng cụ khác nhau. Ví dụ như là che cho mụn thì mình hay lấy ngón tay này này để cho nó ấm ấy, rồi sau đấy mình tán ra cho nó đều. Nhưng mà có những sản phẩm thì mọi người sẽ phải dùng cọ thì nó sẽ tốt hơn. Nên là mình mới dùng cái này được 2 lần, nên là mình chưa nghĩ là mình tìm được cái cách tốt nhất để dùng cái sản phẩm này, thì có lẽ là phải để thêm một thời gian nữa đã. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình thấy nếu mà đánh giá từ 1 đến 10 thì cái này có thể nằm số 7. Nó không phải là tốt hẳn, bởi vì chắc là mình chưa biết là cách apply như thế nào cho nó đúng. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ tất cả những review của mình về những loại kem che khuyết điểm mà mình đã dùng. Nếu mọi người đang dùng một loại kem che khuyết điểm nào đấy cực kỳ tốt mà mọi người muốn mình thử thì đừng quên comment cho mình biết ở dưới nhé. Tất cả thông tin chi tiết hoặc là giá thành của sản phẩm thì mình sẽ để ở ngay dưới description box. Có rất nhiều bạn đã muốn mình làm makeup collection, tuy nhiên là mình nghĩ là cái đấy nó rất là không có ý nghĩa gì lắm ấy, bởi vì nếu mình nói từ 30 đến 45 phút chỉ giới thiệu tất cả những thứ mà mình có thì mình cũng không cho được review gì mấy, nên là mình sẽ tách nhỏ thành những cái review nhỏ như thế này. Và hôm nay thì mình đã nói về concealer rồi. Nếu mọi người muốn mình nói về ví dụ như là kem nền, phấn má, palette hay là son hay cái gì đấy thì mọi người đừng quên cho mình biết ở dưới để mình xem là mình sẽ làm video gì tiếp theo nhá. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video của mình. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và mình sẽ gặp lại mọi người trong video lần sau.
Bye. Đúng màu ấy thì mình nghĩ cái tháng 10. Maracuja.